Em xin giới thiệu tới tất cả các bác một chiếc đồng hồ KZ8 gông 8 búa với cái thương hiệu nổi tiếng của nước Pháp. Và chiếc đồng hồ KZ này với một cái dáng thùng dinh tây, mặt số nổi diện đồng vàng và em đề với mã số là D75. Và kích thước chiều dài của nó là 63 và rộng 40 các bác nhé. Vâng, một chiếc đồng hồ KZ này với cái 8 gông, 8 búa, 8 gông đồng thì chất âm của nó cực kỳ là hay và mê mẩn các bác ạ. Và cái chất âm của nó thì cũng không kém gì chiếc Odo 368 đâu. Và giá cả thì quá là hợp lý và bình dân cho các bác nhé. Và em đề với mã số là D75 và kích thước chiều dài của nó là 63 và rộng 40. Em giao lưu tới các bác với giá là 7.800.000. Vâng, một cái giá cực kỳ là hợp lý và bình dân cho các bác chơi. Với một cái dáng thùng zin tây, mặt số nổi diện đồng vàng, rất là đẹp và rực rỡ. Và bộ máy thì bên em đã lau dầu và cần chỉnh máy hoạt động chạy rất là ổn định rồi. Và bên em bảo hành tới các bác là 3 năm lỗi kỹ thuật các bác nhé. Và bên tiếp theo em sẽ tiến hành đi vào chiếc đồng hồ KZ này cho các bác cùng ngắm nhìn cho em. Đây là một chiếc thùng zin tây zin nguyên bản các bác nhé. Một chiếc thùng em còn giữ nguyên cái vẻ đẹp của chất tây và chưa có spa, còn giữ nguyên một chiếc thùng. Và bên dưới nó là kính mài huỳnh đây, kính trắng thủy miệng về xung quanh. Và bên dưới là bụng quả lắc vàng bóng loáng. Bên trên thì cái bộ mặt của nó đã có những cái vết của thời gian thì em đã bỏ đi. Và lên một chiếc mặt số nổi chân cài diện đồng vàng các bác nhé. Và em sẽ tiến hành đi vào bên trong cho các bác cùng ngắm nhìn cho em đây. Một chiếc thùng zin tây, zin nguyên bản còn lành nguyên vẹn. Và với cái chất âm của chiếc đồng hồ KZ8 gông đồng thì âm của nó cực kỳ là hay các bác nhé. Và em sẽ tiến hành đi test luôn cái bản Westminster. Em mời các bác cùng thính âm. Vừa nghe cái chất âm của chiếc đồng hồ KZ mà 8 gông đồng, âm của nó rất là sang tiếng, trầm tiếng, ngân nga, vang vọng. Và với cái chất âm của những cái đời KZ này thì cực kỳ là đỉnh các bác nhé. Chất âm kêu rất là hay và kêu to. Và em sẽ tiến hành rút máy ra cho các bác đây. Bộ máy quá là đẹp và em cũng đã giới thiệu đến với các bác rồi. Bộ mặt của nó về thì nó đã xấu quá rồi. Và em đã thay thế một bộ mặt số nổi chân cài diện đồng vàng các bác nhé. Rất là đẹp. Và cái bộ diện này của nó thì các bác nhìn cứ ngỡ là một chiếc Odo 368 các bác ạ. Và em sẽ soi cho các bác cùng ngắm nhìn cho em một bộ máy bên em tuyển chọn đây. Bộ máy sơn ly và chuyện của đời KZ đây các bác nhé. Và bộ máy 3 vách, máy sai to, vàng ươm. Các bác nhìn cỗ máy thì các bác đã đủ biết là quá là chắc chắn rồi. Và bộ máy này thì em đã lau dầu và cần chỉnh máy hoạt động chạy rất là ổn định. Và em cam kết tới các bác là máy zin nguyên bản, chưa có một chút gì là thay thế các bác nhé. Bộ máy zin nguyên bản các bác cùng nhìn cho em nhỉ. Những cái đường bánh răng ổ cót đây. Quá là chắc chắn luôn. Và bộ máy này thì còn nguyên vẹn nguyên bản. Em đã lau dầu cần chỉnh máy. Đây, seri thông số máy đây các bác nhé.
seri máy chuyện ký hiệu của đời máy Kazakh đây, có đầy đủ luôn. Và bên em bảo hành tới các bác là 3 năm lỗi kỹ thuật để cho các bác luôn yên tâm chơi những chiếc đồng hồ mà giá cả thì rất là hợp lý và bình dân nữa. Vâng, chiếc đồng hồ KZ 8 gông 8 búa với 18 thùng zin Tây, zin nguyên bản đây. Thì em giao lưu tới các bác với giá là 7.800.000 các bác nhé. Và bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp cho bên em qua số máy 0828 763 136 và cũng là số Zalo bên em. Các bác quan tâm thì có thể inbox qua số Zalo, em có thể gửi chi tiết đầy đủ cho các bác và bảo hành cho các bác. Em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác.